Phải chọn cái câu gì chứ nó. Dạ, chào chú ạ, chào anh ạ. Sao đây? Vâng, cái bàn này thì em có đặt là đến giờ rồi. Thì em chỗ của em giờ này là... Đặt rồi gì? Vâng, em đặt rồi. Nhìn trông này chắc là hẹn bạn gái rồi. Thôi vâng. Anh em mình nhường chỗ tí. Vâng, cảm ơn chú, cảm ơn anh ạ. Dạ, tạo điều kiện cho em. Vâng. Alo, mẹ à? Dạ. Con biết rồi, khổ. Con hứa với mẹ kiểu gì con cũng cho mẹ một nàng dâu. Nhưng mà bây giờ là chưa phải lúc. Dạ, sự nghiệp và công việc con là đến mố mà mẹ. Dạ. Alo, alo. Wow. Bác, nhặt cái gì đấy? Tim rơi ra khỏi lòng ngực rồi. Rơi. Cái chuyện gì? Mai ạ, đang tương tư. Tương... Tiêu dạ? Hay quá nhỉ. Thế là cậu ấy là cao bao nhiêu? Làm gì? Nhà ở đâu? Hả? Đẹp trai không? Cậu ấy ngồi uống cà phê với Mai. Tôi về nhá. Ơ đi đâu đấy? Thì bây giờ thì bà hẹn người yêu đến đây uống cà phê, tôi ngồi đây khác nào tôi là cái bóng đèn không? Mà tôi không thích là kiểu tan đâu. Này. Người ta nói thế mà không hiểu à? Ô kìa đùa. Thì tóm lại là như nào? Thì là anh ý. Bài đấy hay đấy, đang hot đấy. Người ta nói như thế rồi mà vẫn không hiểu ấy. Ý của Mai ý, người ấy là anh ý. Đùa. Nhưng mà thôi không được đâu em ạ. Thôi không. Này, thế anh có người yêu rồi à? Anh đứa nào yêu anh cũng mà điên. Thế thì tại sao? Em biết rồi đấy, bây giờ công việc của anh chưa ổn định này. Hả? Bây giờ làm tiền nong cũng chưa được có nhiều. Nên bây giờ bản thân anh còn chưa lo được. Bây giờ làm sao mà anh lo được cho gia đình, anh lo được cho tương lai của em. Tốt à, quá. Hay quá, được rồi, tôi hiểu rồi đấy. Bà xem tôi là con tốt hay gì, hả? Cờ bí là gì tốt đúng không? Ý em ấy, anh là một người đàn ông tốt. Bởi vì chỉ có những người đàn ông tốt thì mới lo lắng cho tương lai của mình như thế. Mà anh yên tâm nhá. Em ấy, nếu ở bên cạnh anh ấy, em sẽ không cản trở con đường sự nghiệp phát triển của anh đâu. Đúng thật là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt nhỉ. Gọi nhờ cuộc điện thoại. Alo mẹ à? Dạ, con có người yêu rồi mẹ ơi. Dạ, dạ, mãi đưa về ra mắt luôn. Dạ, dạ, dạ mẹ nha. Dạ, con chào mẹ. Đi luôn nhá. Cầm đi. Không phải điện thoại của mình đâu. Của tôi. Anh ơi, mình về chỗ thôi, đôi trẻ nó đi rồi. Nó yêu nhau rồi anh ạ. Yêu nhau nhanh quá. Diễn viên nó siêu ở chỗ đấy đấy. Đấy, gọi nhờ rồi định cầm luôn điện thoại về. Tình huống vừa diễn ra, câu hỏi dành cho hai bạn đơn giản chỉ là: trong quá khứ đã bao giờ các bạn vì công việc, vì sự nghiệp mà các bạn có tâm lý là gác lại câu chuyện tình yêu và không quan tâm và nghĩ về nó? Hoạt cảnh vừa rồi thì em nhớ đến thời quá khứ của em. Khi lên đại học thì có một bạn nữ lại thích em. Thì lúc đó em mới gác lại chuyện yêu sang một bên, tập trung cày ngày cày đêm công việc. Và đến thời điểm hiện tại là em đã có những thứ đấy. Và bây giờ em chỉ thiếu một nửa của mình. Tiến tới là tay hòm chìa khóa. Em là một người mà em nghĩ là em có thể sẵn sàng đồng hành cùng với bạn ấy qua những cái lúc ví dụ như khó khăn. Đèn sáng rồi. Vậy thì bây giờ nếu quay trở về ngược về quá khứ, em sẽ quyết định như thế nào? Nếu bây giờ em quay ngược trở về quá khứ thì em sẵn sàng đón nhận lấy nó. Vậy thì bây giờ câu hỏi sẽ dành cho cả hai bạn. Việc mà các bạn cho rằng mình đã can đảm nhất đã làm trong quá khứ là gì? Theo em thì việc can đảm nhất đó là năm cấp 3 em đã cùng những đứa bạn thân của em đi vòng quanh Hà Nội sang tận Hà Đông, Long Biên, Mỹ Đình. Đó là điều can đảm nhất đấy. Rồi, nào, thế còn Mai thì sao nào? Điều em cho rằng là can đảm nhất. Ví dụ như ạ, lúc mà học cấp 3 ấy ạ, thì cái khoảng thời gian đấy nhà em cũng có xảy ra khá là nhiều chuyện ạ. Có một khoảng thời gian em rất là giận bố em và em không biết tại sao mà bố em lúc nào cũng nóng tính như thế. Lúc đấy em cho là nó không xứng đáng để mà mình phải nhận ấy ạ. Đến bây giờ đi làm rồi ạ, thì em thấy là đúng, đi làm có rất là nhiều áp lực. Đến về sau này thì em thấy là đó, lúc đấy là em chưa đủ thấu hiểu. Thì em nghĩ là cái việc mà chấp nhận là cái điều can đảm với em.
nghĩa là chắc là bố đánh cho vài roi. Mà không khóc. Mà không khóc. Không cãi lại. Không cãi lại. Và Louis sẽ nghĩ rằng là chắc là bố mình rất là ghét mình, không yêu mình thì mới dùng cái phương pháp đấy, đúng không? Nhưng mà lúc đó thì em cũng đã vượt qua được và em không nghĩ đến cái chuyện là yêu ghét nữa. Quan trọng nhất là chúng ta đã tự chữa lành và tự vượt qua những cái áp lực tâm lý của chính mình. Và bây giờ thì chương trình sẽ kết nối với một người rất đặc biệt đối với các em. Những người thân, trước hết là sẽ kết nối với người thân của Mai trước. Chương trình sẽ kết nối với bố của em. Vâng, xin chào anh ạ. Chúng tôi đang liên hệ với anh từ chương trình Hãy Yêu Nhau Đi. Anh có nghe thấy chúng tôi nói không ạ? Có nghe thấy anh Thành Trung ạ. Đến với chương trình ngày hôm nay, đang ngồi ở căn phòng màu xanh ạ, sẽ là nhân vật để bạn Mai nhà mình tìm hiểu. Rồi, chào. Dạ, chào bác ạ. Đấy, rồi. Chào cháu trai nhá. Bác hỏi trước nhá. Dạ vâng ạ, đúng rồi, chính xác ạ, anh cứ hỏi trước đi ạ. Có đủ tự tin để mang đến hạnh phúc tới cho một cô gái không? Kìa, rồi ôi, bố mở lòng rồi đấy. Dạ vâng ạ. Cháu hoàn toàn tự tin mang đến hạnh phúc cho bạn Mai, con gái của bác ạ. Hứa rồi đấy nhá. Bác cũng biết được là trái tim màu xanh màu đỏ vì thời gian của chương trình rất ngắn. Thế nhưng mà sau chương trình này thì bác mong rằng hai đứa dẫn nhau đi ăn tối và uống cà phê nhá. Ôi trời ơi, luôn. Quá tuyệt vời, chúc mừng Hiếu. Anh nói nhá, đi qua cửa của bố người yêu ấy, thì đấy là cái cửa quan trọng nhất rồi. Em có điều gì muốn hỏi bác không về Mai? Ngày nay ạ, trên mạng mọi người vẫn hay nói là để cưới được một người con gái phải biết là tiếp rượu được bố vợ này, là biết chặt thịt gà này. Thì đối với rượu của bố vợ thì như em chia sẻ là em hoàn toàn tuyệt đối không. Còn chặt thịt gà thì mong bác thông cảm là cháu chặt không được đẹp, nhưng cháu biết chặt bác ạ. Đấy không sao. Biết chặt được rồi. Nào, vừa rồi là bố vợ tương lai tiếp chuyện con rể, còn bây giờ là mẹ chồng tương lai tiếp chuyện con dâu vào tận đời luôn. Đấy. Và chúng ta hãy cùng chào đón mẹ của bạn Hiếu ạ, xin mời. Chào bác ạ. Rồi, quá tuyệt vời. Vì đầu tiên thì cho phép cháu ạ, xin được chào đón cô đến với chương trình Hãy Yêu Nhau Đi. Trước hết thì cháu mời cô giới thiệu về mình trước khi nói về cái cảm xúc của cô lúc này ạ. Cháu mời cô ạ. Hôm nay tôi được đến dự chương trình Hãy Yêu Nhau Đi của con trai tôi. Tôi nói thật là tôi rất xúc động và tôi cảm động lắm. Đây là một điều tôi rất mong muốn từ lâu. Tôi muốn con trai tôi cân bằng lại cuộc sống vì đã gần 30 tuổi rồi. Con thực sự là con rất hiểu lòng của bố mẹ. Và đến tận bây giờ thì con thấy là bạn Mai rất là phù hợp. Và con sẽ cố gắng. Cô thấy bạn Mai thế nào ạ? Tôi cũng rất quý mến Mai. Bây giờ chỉ còn chờ đến tiếng sét ái tình để các cháu về chung một gia đình. Các cháu hạnh phúc là chúng tôi mẹ hạnh phúc. Mẹ tuyển luôn rồi. Quá tuyệt vời. Mọi người hỏi các bạn đủ rồi. Bây giờ tôi muốn các bạn hỏi nhau. Em chỉ còn một đề nghị thôi ạ. Rồi. Vâng. Năm nay là năm mà em gái em thi đại học ấy ạ. Thì bọn em có một cái lời hẹn với nhau là sau khi mà em gái em thi xong thì cả gia đình em sẽ đi Nha Trang. Nếu như mà sau cái chương trình này mà cả hai gia đình cùng có thể đi Nha Trang với nhau một lần nữa ấy ạ, thì em thấy rất là vui ạ. Quá tuyệt vời. Quan điểm của em trong tình yêu là gì? Quan điểm của em trong tình yêu là chỉ có hạnh phúc hoặc là hạnh phúc hơn. Em nghĩ là đây thực sự là một cái duyên mà em cũng không biết là nếu không tham gia chương trình thì em có gặp được không ạ. Thì đấy đối với em đã là một điều hạnh phúc rồi. Nếu mà sau chương trình này mà anh và em cùng có một chung một màu thiệp ấy ạ, thì em thấy đấy là một điều hạnh phúc hơn. Rất phù hợp. Rất phù hợp đấy. Vâng, Hiếu đã nói là rất phù hợp rồi. Chúng ta sẽ phải để âm nhạc lên tiếng vào lúc này. Bởi vì âm nhạc sẽ kết nối tâm hồn của chúng ta, xoa dịu đi những gì trong quá khứ chúng ta chưa thể làm được. Dưới cơn mưa phun nhẹ có hai kẻ khờ chén xe lướt nhanh,
Lách lên qua dòng người vẫn đang ghi chặt tay sẽ lăn bánh. Gấp anh nơi đèn đường đêm tay chưa còn 3 giây đèn xanh. Và em nói yêu anh. Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhận. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Trong tay khẽ ôm từ sau làn hơi ấm tan vào nhau. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Giữa đại lộ đông tây có mình cầm đôi tay. Giữa đại lộ đông tây giữa đại lộ đông tây có mình cầm đôi tay. Giữa đại lộ đông tây bài hát tuyệt vời, một bài hát mà đó có sự lãng mạn của hai người trẻ. Cảm ơn Mai đã mang tới một món quà rất ý nghĩa. Có lẽ rằng Hiếu ngồi ở trong kia đang làm việc nhưng mà không tập trung được đâu vì giọng em hay như thế này. Và thưa quý vị, trong lúc mà bạn Mai hát ca khúc Giữa Đại Lộ Đông Tây thì bạn Hiếu bằng những kỹ năng của mình, bằng kiến thức của mình trong công việc đã tạo ra một món quà có thể nói là cũng lãng mạn không kém ca khúc này. Đó chính là Trái Tim Ở Phía Sau Kia. Em thấy sao? Em thấy bất ngờ ạ. Và ai nói rằng là những kỹ sư không lãng mạn, có đúng không ạ? Rất lãng mạn, chẳng qua là chưa gặp đúng người và đúng việc đúng thời điểm thôi. Hôm qua đã rất trọn vẹn bởi những câu trả lời chân thành đến từ hai nhân vật, trọn vẹn bởi sự xuất hiện của những người thân của các em. Và hy vọng rằng những điều tốt đẹp đang chờ đợi các em ở phía trước.